Xin chào mọi người, hôm nay Kha muốn chia sẻ cho mọi người một cái video clip về một cái loại thực phẩm chức năng đến từ Mỹ. Cái loại thực phẩm chức năng này thì có thể hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh như là đau nhức xương khớp nè, bị thoái hóa xương khớp, bị viêm xương khớp, rồi đau dây chằng hoặc là những cái vấn đề về xương khớp khác, làm cho mọi người di chuyển khó khăn, bị đau nhức hoặc là không có ngủ được, đặc biệt là những cái lúc mà trái gió trở trời thì bà con mình bị đau nhức xương khớp rất là dữ dội và không có ngủ gì được hết. Và ngày hôm nay thì Kha quyết định Kha sẽ chia sẻ cho mọi người cái loại thực phẩm chức năng đến từ Mỹ này. Nó có tên là Strips Hydrotensi from Glucosamine. Thì cái loại thực phẩm chức năng này á, thật sự là Kha cũng không có biết đâu mọi người, nhưng mà do là cái người cô ở gần nhà của Kha thì cô có sử dụng cái loại thực phẩm này, và trước đó thì Kha cũng có chia sẻ những video trước là cô cũng bị bệnh viêm họng rồi đó mọi người, nhưng mà cũng đã điều trị ở một số bệnh viện trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không có hết hẳn, và thậm chí là tốn mấy chục triệu nhưng mà cũng không có hết, nhưng mà về sử dụng cây đuôi chuột thì lại có hiệu quả, và tới ngày hôm nay thì cô không có bị ho nữa. Bên cạnh đó thì cô cũng có người cháu bên Mỹ gửi về cho cô sử dụng cái loại thực phẩm chức năng glucosamine này. Thì cô sử dụng, cô nói với Kha là khi mà sử dụng cái loại này thì cô không có còn bị đau nhức xương khớp nữa. Cái tình trạng bị viêm khớp á, đi đứng khó khăn, lao động khó khăn, ăn ngủ cũng gặp khó khăn luôn. Nhưng mà khi mà cô sử dụng 3 hộp này liên tiếp thì cô nói với Kha là cô sinh hoạt hàng ngày rất là tốt, ăn uống được, ngủ ngơi rồi thì được. Rồi bên cạnh đó thì cô cũng ra vườn, cô làm ruộng, rồi cô trồng cây rồi đó mọi người. Và đặc biệt là ở dưới miền Tây thì có làm nuôi tôm, nuôi thủy sản đó mọi người. Thì nhà cô thì cô cũng lao động rất là miệt mài, cô làm rất là khỏe ha. Năm nay thì cô cũng 60 mấy tuổi rồi nhưng mà cô rất là khỏe. Và khi mà cô chia sẻ cái kinh nghiệm của cô khi sử dụng thực phẩm này thì Kha thấy ở vài người hàng xóm á, cũng 70 mấy 80 tuổi rồi, đau nhức xương khớp, có thậm chí một số người là đi là phải bò hoặc là phải dịn cái cây mới đứng dậy được, nhưng mà khi mà sử dụng cái loại này thì bây giờ họ có thể lao động được và họ đi lại được. Thì bây giờ Kha sẽ mổ xẻ về cái em này ha. Và đương nhiên cái video này Kha không có nhận quảng cáo gì hết, Kha chỉ chia sẻ cho bà con mình nếu như mà ai mà bị bệnh xương khớp hoặc là những cái vấn đề mà nãy Kha vừa nêu trên á thì mọi người có thể tìm hiểu cái loại này để sử dụng ha. Thì Kha cũng đã ghi vào trong cuốn sổ này những cái thành phần của nó. Ví dụ trong này thì có là glucosamine nè. Thứ hai là chondroitin, rồi SMS, rồi UC2 và có cả sụn cáp mập cũng như là vitamin D3. Thì Kha cũng đã tìm hiểu glucosamine thì nó sẽ giúp cho các mô sụn xương khớp của chúng ta sản xuất ra một cái dịch nhầy. Sẽ làm cho chúng ta khi mà di chuyển á mọi người, những cái khớp gối hay là những cái khớp tay á, nó có những cái dịch nhầy thì nó sẽ trơn tru hơn và không có làm đau những cái xương khớp khi mà chúng ta di chuyển ha. Và giúp cho chúng ta có thể di chuyển một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Cái chất thứ hai là chondroitin, khi kết hợp với lại glucosamine thì nó cũng sẽ có những cái công dụng như là giảm đau và chống viêm nhiễm khi chúng ta không may bị viêm nhiễm xương khớp đó mọi người. Và cái chất thứ ba là cái chất MSM. Thì cái chất này nó viết tắt của methisulfonimethane. Nó cái chất này thì nó dài lắm. Nó điều trị về viêm khớp nè, viêm khớp dạng thấp nè, loãng xương, viêm quanh khớp, viêm dây chằng, xương quanh gân và đau cơ, đau xương khớp và chuột rút. Và cái chất thứ tư là cái chất UC2. Thì cái chất này nó là một cái dạng collagen type 2. Nó đặc biệt là nó rất là an toàn cho chúng ta khi mà nó giúp cho chúng ta điều trị những cái bệnh như là giảm đau nhức xương khớp nè, giúp kháng viêm nè, phòng ngừa loãng xương, hỗ trợ bảo vệ xương khớp. Và một điều nữa Kha cũng muốn nói luôn là ở trong thành phần của em này có sụn cáp mập và vitamin D3. Thì hai cái chất đó mọi người cũng biết rồi đó, nó sẽ giúp cho cái xương của chúng ta không bị loãng nè. Thứ hai nữa sẽ giúp cho xương là chắc khỏe. Rồi cái sụn cáp mập sẽ giúp cho những cái sụn xương của chúng ta, những cái khớp đó mọi người, đặc biệt là khớp gối rồi đó.
khi mà di chuyển nó sẽ tạo ra một cái dịch nhầy, và cái dịch nhầy đó giúp cho trơn tru những cái khớp xương nối lại với nhau, khi mà di chuyển thì sẽ không bị đau ha. Và cái sản phẩm này thì được chứng nhận của FDA và GMP, một trong những cái chứng nhận rất là có tiếng ở tại Mỹ mọi người ha. Thì Kha cũng đã check qua cái sản phẩm này rồi, thì cái sản phẩm này sẽ lưu hành trong thị trường của chúng ta và hạn sử dụng là đến tháng 5 năm 2023. Nhưng mà hiện tại trên thị trường thì Kha thấy là người ta bán bát nháo quá, có nơi bán 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy, 400, 500, 600, 700 gì đó cũng có hết. Nhưng mà hàng giả, hàng nhái thì nó rất là khó ha. Cho nên mọi người hãy cẩn thận khi mà sử dụng em này. Thì bây giờ Kha sẽ lấy cái một cái ứng dụng mà ở trong các bạn ở trong điện máy xanh nó hướng dẫn cho Kha là cái phần mềm iTrack đó mọi người, để kiểm tra cái mã vạch này như thế nào. Thì bây giờ Kha sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Bây giờ Kha sẽ check cái mã vạch cho mọi người xem ha. Đây, cái mã vạch ở đây nè. Đó. Rồi, bây giờ Kha sẽ đi vào ứng dụng, Kha check cái mã vạch cho mọi người xem. Đó. Mọi người đợi một tí nha. Đây, hiển thị lên nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Ok. Cái công ty nè, công ty là của Riemann Jover Company ha. Cái này ở bên Mỹ sản xuất mọi người ha. Ta sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để sử dụng cái sản phẩm thực phẩm chức năng này ha. Thì đối với những cô bác nào mà lớn tuổi á, mà bị những cái căn bệnh về đau nhức xương khớp, đi lại khó khăn, thì mọi người có thể một ngày dùng cho Kha 2 viên ha. Sáng thì khi mọi người ăn sáng xong, tầm khoảng 30 cho đến 60 phút sau thì mọi người uống cho Kha 1 viên. Và buổi chiều á, thì mọi người cũng tranh thủ uống trước 6 giờ. Thì ở trong này nó có 100 viên. Thì 100 viên này mình uống cũng hơn 1 tháng đó mọi người. Thì cái sản phẩm này Kha thấy cũng khá là an toàn. Và đặc biệt là hồi nãy giờ Kha cũng đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì có nhiều người là bị đau nhức xương khớp rất là nặng, bị viêm khớp, rồi đi đứng lại rất là khó khăn, đau nhức nữa. Nhưng mà khi sử dụng em này là đã đi lại được. Và Kha đã thấy minh chứng rất là cụ thể. Thì mọi người cũng có thể cân nhắc để tìm mua cái sản phẩm này về sử dụng ha. Cái sản phẩm này thì Kha thấy cũng khá là chất lượng đó mọi người, do FDA cũng như là GMP chứng nhận rồi, thì mọi người có thể sử dụng ha. Nếu như mọi người có mùa dịch này, mọi người có thể sử dụng thêm vitamin C hoặc là những cái thực phẩm chức năng khác bổ sung vitamin tổng hợp thì cũng rất là tốt. Hy vọng rằng mọi người sẽ có được những cái kiến thức mới để có thể điều trị những cái căn bệnh của mình, và đặc biệt là giúp cho các cô chú bị bệnh xương khớp có thể là vượt qua được cái nỗi đau xương khớp để mọi người trở lại cuộc sống bình thường và tốt đẹp hơn. Thì mọi người có những thắc mắc gì thì mọi người có thể bình luận comment bên dưới, Kha sẽ trả lời cho mọi người. Mọi người thấy video này hay, nhớ cho một like, một subscribe và đăng ký kênh YouTube Minh Kha Lê. Đừng quên rung chuông để nhận những video mới nhất từ Kha. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.